Bác sĩ ở đây rất là nhiệt tình, nhiệt tình mà tận tâm hết sức, làm giống như là vỗ về mình hết sức vậy đó, không có sự an tâm. Nhưng mà sau khi mà làm lại cái răng sứ này thì rõ ràng đó, các bạn thấy không? Con Loan cười lên nè, đó là không có còn bị mớm. Mà lúc trước tưởng thấy cái hàm răng trên đâu hết á, ai cũng nói như vậy. À, cái điều đó là vừa nói lấy rất thích, có nghĩa là mình làm răng mà chỉnh luôn cả cái khiếm khuyết trên cái hàm răng của mình nữa. Răng mình giờ nó rất là chắc chắn, vừa đẹp vừa chắc chắn nữa. Cái công nghệ hiện đại đó vô rất là nhẹ nhàng, khi đi ra đi về mặt bài bình thường vui vẻ không có sao hết trơn. Khi ra về đẹp hơn, tự tin hơn. Vào Phương Dung đến nhà khoa Anna làm chỉ đúng 3 lần thôi, nhưng mà bình thường người khác thì chỉ tới 1-2 lần, nhưng mà đối Phương Dung là 3 lần, là bởi vì là phải điều chỉnh lại những cái răng hư và phải làm giữa hàm răng giả rập thiệt phải khớp như thế nào. Những cái người lớn tuổi và đặc biệt là mẹ của Nghĩa đây là cái người mà rất là sợ đau, nhưng mà một khi cổ nói là không có đau có nghĩa là không có đau, quý vị nha. Dạ, mình thực cảm thấy là mình không có một chút gì mà lo lắng hết, là tại vì nha khoa Anna để giúp cho mình xuất hiện trên màn hình cũng như là xuất hiện trước công chúng. Hiện đại thì Long rất là hài lòng với cái bộ răng của Long. Đi chơi với tất cả bạn bè ai cũng nói là ồ, có một cái bộ răng rất là đẹp. Cho nên chụp hình lên, thậm chí đưa những cái tấm hình lên Facebook á, khán giả của Long chọc Long rất là nhiều và cười nói trội răng đẹp quá vậy ta, và răng trắng quá vậy ta, tự nhiên mình cảm thấy mình tự tin hơn. Vì lúc đầu á sợ làm răng sứ xong rồi mình cười mà không tự nhiên. Nhưng mà khi mà làm xong mình thấy cái nụ cười mình tự nhiên và cái mặt răng rất là sáng. Bác sĩ rất là chuyên cần luôn, chăm sóc bệnh nhân rất là tận tình luôn. Và Long rất là hài lòng về cái dịch vụ ở đây. Khi mà làm về rồi không có đau đớn gì cả. Bất ngờ luôn, cứ ngỡ là đau nhưng mà thật sự là không đau. Không thể nghĩ được là khi mà làm im lặng rồi về nhà rất là im. Những động tác của bác sĩ Việt làm thật là nhẹ nhàng. Mình cứ nghĩ là cái gì đó đục đẽo được dữ lắm, nhưng mà thật sự không phải là như vậy. Một cái điều đó là Phụ Noan nói là rất là hay ở cái chỗ một cái kỹ thuật làm răng mới hay sao á, mà mình không cảm thấy đau. Tất cả các bạn có thể yên tâm mà đến Anna Nha Khoa để làm cho mình có một bộ hàm răng trắng sáng đẹp, không tốn thời gian và không đau nha các bạn. Xin chào.